lưu. À, chú đang like á hả? Đang like. Để khi mà mày nói tao nói mọi người đều nghe được. À thế à? Nhưng mà đôi khi cháu nói bậy bạ lắm, cháu không nói đâu, tao tôi riêng chứ mới like. Tao sẽ kìm mày. Cái đó cái gì bậy bạ? Cái này được đường sáng. Cái này. Các bạn thì đi chỗ khác luôn, chỗ này ồn ào lắm. Không, như vậy mới vui. Hello, Quyết Nguyễn. Hello, chào mọi người. Bữa nay mình được ăn một cái món rất là ngon là Nguyễn Cào Nguyễn Tùng. Cháo lòng. Mà chỗ này đặc biệt mày. Đã lắm. À, để cho tụi mày coi nè. Đó, rồi cái này nãy giờ ăn hết gần hết rồi đó nha. Có cháo lòng đầu hoài nha. Thì hôm nay đang ngủ ở nhà thì có một anh cháu đó. Mọi người nghe rõ mình nói không? Mọi người nghe rõ mình nói không? Đúng rồi, làm sao mà quên được quê nhà. Mày nói bằng thừa thôi. Ở đây có một cháu nó mới bố rất là lâu mà nó không gặp được. Hôm nay nó mời bố cho bằng được ăn một cái bữa ăn rất khác, rất là thú vị. Mất tôm rồi cháo. Rồi nó nói bố ơi, đây là món ăn miền Bắc mà con rất thích, thì tao chịu cho tao đi. Mà không ngờ ngon thiệt. Mà ngon thiệt ở chỗ này bình thường. Nó có cái chai rượu rất là vui. Đây. Con ơi, nói chuyện với tay đi. Đó, xin chào. Nè, xin chào cả nhà. Hỏi mọi người nghe con nói rõ. Alo. Tôi không nghe được. Nghe rõ mà. Không có. Giờ chưa nghe, người ta chưa lên. Cái gì à, bố ở trong quán á, bố xài cái earphone Bluetooth và chia mỗi người mỗi cái, nên ra không biết là ai nói ai share ai nghe được. Bây giờ cho một người lên đi, một người hy sinh lên đi, nói chuyện chia sẻ niềm vui với bố đi. Bữa nay nó thẳng rõ rằng ăn cháo lòng nè. Ăn cháo lòng thì cháo riêng nè, lòng riêng nè, có dồi nè, có phèo non nè, có gan nè, rồi có gì ta, có cái gì ta, cái gì gọi là cái ngon dồi trường nè, các cái nữa. Bất cứ ai là cũng được, nói vài ba câu cũng được, để chú để bà bố thử nghiệm cái micro với lại xăng mà có cái gì tâm sự luôn. Nói chung là cái quán này ở Nguyễn Thái Sơn Gò Vấp rất là ngon. Nguyễn Thái Sơn và dắp rất là ngon. Đúng rồi. Cái thú vị của Việt Nam mình đó, là mình còn ăn mà cái sinh hoạt đời thường của mình nó nằm ở phía sau lưng. Là ở phía sau lưng của bố là xe chạy y xèo các cái đủ thứ. Mỗi người có một công việc, có nhiều người đi đòi nợ, có người đi thu tiền, có người buôn bán, có người đang thiếu. Đấy, nói chung là tất tần tật cái bộ mặt của xã hội nó thể hiện rất là rõ phía sau lưng mình. Và ai cũng như ai, hiện giờ ta đang tất bật kiếm tiền, rõ ràng như vậy. Quốc Nguyễn, lên như này. Lên nói vài câu thì bố thử cái micro bố mới mua thử coi sao. Ok ha, Quốc Nguyễn ha. Gửi yêu cầu đi Quốc Nguyễn. Vui mà. Về Việt Nam là phải vui thôi. Là bởi vì ở Việt Nam không có làm gì. Cái đất nước này chẳng có làm ai buồn cả. Mà nói một cách chính xác như vậy. Cái đất nước này không có làm ai buồn hết chứ. Thậm chí mấy thằng Tây nó qua đây nó còn nó xin nhập quốc tịch đây mà không cho nữa.
có đứa nào lên thì gửi yêu cầu mua lên mua thử cái microphone coi, không cần là phải cái nói chuyện gì đâu, chào nhau chào hỏi nhau được rồi. Rồi ok, con đã làm. Lát nữa ra uống cà phê, đi uống cà phê bờ sông. Nên là tối đi uống cà phê. Hôm nay mày rảnh lắm hả? Dạ. Hôm nay mày nghỉ làm hả? Dạ, con chủ động được, con đi dám mời bờ chú. À, ok. Chứ không chủ động được thì làm sao không dám mời chú. Không, ý chú thì vậy là có nghĩa là cái buổi sáng hôm nay con mời chú đi á, bạn ăn uống như vậy á, nó có một cái cảm giác gì đó mà nó lạ lạ đó với chú. Sao? Bình thường á là chú thường khoái ăn phở. Vâng. Thứ nhất là thay đổi món. Vâng. Cái thứ hai là thêm rượu, có nghĩa là ăn phở thì làm gì có rượu này đúng không? Hôm nay ăn cháo lòng mà có thêm rượu, mà cái bình rượu của con nó hơi kỳ cục đó. Để tôi cho coi, cho mày coi cái bình rượu quái đản này nha. Rượu là đó, mình rượu mình có cái giòi. Bà hỏi cái này cái giòi làm gì vậy? Là nó tự chế ra. Bà hỏi sao vậy? Khi rót rượu vô, rót rượu vô á, đó muốn ngừng cái đâu là ngừng. Nó ta không phải rót theo kiểu như thủ công như ngày xưa nữa. Và cái chai này chỉ nước suối mà, nó nhớ chỉ nước suối mà. Đây là anh chàng rất hiểm hoi và rất là buồn cười và rất là dễ thương. Là mới vì họ nói như vậy thì con hiểu là họ đến với bố là chú là cả một bầu trời mặt sắp sự tình, không có cái gì chăm được cái cả. Cho nên là muốn chia sẻ cái sự hạnh phúc của bố cho các con nếu như vậy. Nói một cách chính xác là những người nào mà yêu quê hương đất nước đều hạnh phúc cả. Không cách đi chính xác vậy. Có nghĩa là những người nào mà nhớ tới quê hương, yêu quê hương và thân thương miếng ăn là điều được đại ngộ. Không đại ngộ được điều này thì cũng đại ngộ điều khác. Cái điều đó mình phải hiểu rồi. Thằng Nguyễn Nguyễn đã nói nè, bố bị bệnh nặng lắm rồi. Hỏi sao vậy? Ở bệnh nhớ quê hương. Chí lý đúng. Không nhớ sao về được mày. Mà nhất là ngồi dưới hè tuyệt vời mày, tuyệt vời. Nó có nghĩa là các con ở đây nó không coi thường gì đó. Có nghĩa là các con sống ở đây rồi các con bình thường sinh hoạt hàng ngày nó vẫn không, con thấy không có gì thấy đáng nói. Nhưng mà bố ơi sao bố về, bố thấy cái gì đó rất kỳ cục và mình có thể lời khai được. Có thể tụi bay nói là ai cũng biết là Sài Gòn và sáng nắng chiều mưa, coi là thời tiết không có ổn. Nhưng cái cơn mưa Sài Gòn đúng sao? Nó sao đâu? Tao dầm mưa đúng quay bữa năm nay thì không có, rồi năm ngoái vậy. Đâu vậy? Tự nhiên mưa xuống cái tao bỏ xe trước ngồi tao dung về tao cười. Mấy kia thì tao khùng đồ hát. Không phải, bởi cơn mưa Sài Gòn nó dễ thương. Mưa trong 5 phút, 10 phút cho mà tạnh trong vũ áo đi. Tao thì ướt nhẹt đi chuồng rộng, tao chạy về. Đó, có nghĩa là đối với tụi bay thì thường, mà đối với tao là có quá ư là quý hiếm Sài Gòn. Bởi tao mới khoát cái bài mà của người cái gì lễ lễ ra là Sài Gòn chừng mưa chừng nắng. Đọc lễ là hương ảo. Đó, nó có những cái mà con có rồi. Con coi đó là thừa thải, không đáng. Nhưng mà những người thiếu á thì lúc nào người ta cũng nói là cái điều đó đối với họ rất là quý giá. Giống như cái bữa hôm nay, không có bữa ăn sáng nào cái gì cũng giống như bữa sáng này. Bữa ăn sáng hôm nay là ăn cháo lòng nhưng mà sai cái hẹn đó thì không vậy đúng không? Rồi trời vô ra già rồi không muốn bị bao nhiêu, nhưng mà người gặp những trường hợp như vậy hình như là tao bị vui niên uống chắc là em không biết sai đó, là nói chuyện thầy trên mẹ luôn ở không trai. Nói như vậy là có cớ để uống. Thường thường giấc nhậu là buổi sáng không bao giờ uống, uống cho được uống, nhưng mà bữa nay có uống được là bởi vì phải làm cái gì cũng
nói như vậy thì các con hiểu là có những cái mà các con dư giả, đó là con thừa thứa, con hạnh phúc. À, chào Văn Sơn, Văn Sơn, à, anh chàng này rất là vui. Anh chàng này Văn Sơn, tao thấy mày mỗi lần tao thấy mày là tao thấy mày đi xe đạp, xe đạp là xe đạp cuộc á, đi đua. Chàng là chàng này, anh chàng này là một dạng kia Việt Nam này kia, tụi mày cua rơ đó. Xin được thuốc nha bố. Đúng rồi, đang ngồi ở Trân Sơn ơi, đang ngồi ở một đường Nguyễn Thái Sơn, vô Gò Vấp không? Đúng rồi. Đường Nguyễn Thái Sơn Gò Vấp mà đang ăn cháo lòng, mà cháo lòng này thì có kèm rượu nữa, mà rượu là rượu con, rượu sâm, không phải rượu thường. Cháo nó đưa lên ngon quá mẹ, không có cái gì bằng, có gì bằng, không có bằng, cũng là một tô cháo lòng, nhưng mà nếu mình nghĩ á nha, nó để cho tao một tô thịt thì chẳng nữa tao cũng thấy không ngon. Ở đây được nói chuyện, được giao lưu, được nhìn người này người kia, được nhìn sinh hoạt xã hội, được nhìn ông đi qua bà đi lại, tự nhiên mình thấy vui. Ngôn ngữ họ giơ tay họ chào, anh mới về hả, là uống cà phê trước, rất là thân thương. Mỗi đạt Vũng Tàu về có số 150 cây số cái đạt. Này là dân cua rơ, là dân đi thể thao mà dân chạy cái cuộc á, đi theo đoàn mới đạp Vũng Tàu về 150 km. Thôi bệnh quá, tao già rồi tao không có đạp như mày, tao đổ ngu tao đạp như mày, tao đi mô tô 2 tiếng xong rồi giờ tao sắm được chiếc mô tô rồi mày, mô tô Kawasaki cái gì vậy, gì có tên mình tao biết 175 con khối rồi bụng đó cho mày chết luôn. Bữa nào tao với mày đua không? Còn đua không? Nó vui vậy đó. Có nghĩa là ở đây cái gì cũng vui chứ, sắm cái gì cũng vui, mà ăn đậu cũng vui, mà ngủ cũng vui, cái gì cũng vui cả. Suốt ngày cười tao hết là người. Bởi vậy tôi hỏi cái phát ngập về trẻ ra, không trẻ cho được, ngày nào cũng cười cho không trẻ được. Có nghĩa là thường thường tôi nói là bộn rộn cười, mặt cười sao cứ bổ. Anh khỏe, anh ăn được, mà anh cười anh trẻ được. Mệt mà vui chú ơi, đúng rồi. Bữa nào mà cho tao đi theo chứ, tao đi mô tô còn mày đi xe đạp. Thiệt tình không có ai lên like hết á. Dân sư lên like nói chuyện một vài câu để chú thử cái video chú mới cố xem thế nào. Hè ra Hà Nội uống gì hơi đi bốt. Có người Hà Nội mời rồi. Ủa? Nói chung là không phải là quyết nghĩ đâu, rất là nhiều người, nhưng mà do cái tính chất của cái thời gian công việc đó, có đi được hay là không, đi trễ đi thôi, hoặc đi sớm hoặc đi muộn thôi, chắc chắn mới đi. Bởi tao rất yêu Hà Nội, mà tao ao ước là cái mùa hoa sữa đó, tao chưa, tao nghe đồn lắm, trong thi ca nè, trong âm nhạc nè, có nhiều nói cái gì hết. Má mà mình thì không biết cái mùi cái hoa sữa là cái thứ nào. Tức lắm. Mấy cái khu đô thị mới chào mình dễ nghĩa nha, đồng ý không? Mở vậy tao về đất nước của tao thấy rất vừa, tao thương bộ đối thứ này, tao thương cùng chúng ta ra trên từ cái cốc, cái chén, cái bàn, cái ghế, cái tâm thương và giữa các phục vụ của những người mà lúc này hay lắm mày, có một cái mà tao thấy những người giải trí là những người phục vụ các quán rồi những cái nơi buôn bán, họ có cái tính cách lai lai giúp được, có nghĩa là khi mình vô thì họ riêng họ chào cái điều đó không nên, bởi vì từ xưa giờ nó thấy nó hơi kỳ kỳ, nó thay đổi đúng không, nó hơi kỳ kỳ đúng không, chạy gì tao qua đi vô sạc điện thoại tôi xin vô cái FPT á, mở cửa ra xong nó chào mình khác hết hồn luôn, mà từ xưa vậy ra mà cũng không cách ra, mình không phải vậy, cái nào đáng chào thì chào, không chào thì không chào. Như vậy vô mua hàng cái mình mắc mới vậy cho tao sao đó tao thấy nữa nó hơi kỳ kỳ, nhưng bây giờ là nó là cái xu hướng của mày chứ mới vậy thì khổ, xu hướng thì xuống nhưng mình không phải vui xuống, mày đối xăng mắc mới gì tao phải đi chào mày rồi đúng không, rồi không cũng phải chào cái mày đối xăng kỹ rồi giờ hỏi nhầm
cái thằng rủ đậm nhăn cái mắt buộc phải làm vậy, có chữa rủ gì đồ quá quá trời ơi, khổ quá khổ. Làm gì có tàu điện mà chạy từ đây ra Hà Nội mày. Ê, tàu điện từ đây xuống Suối Tiên là hết rồi. Trời ơi, chào con mẹ. Mà để cái đích ngang này tao có tao đọc mà thích tao tao có muốn đọc thích chọc sọc là sao quả phải không có gì hết. Nhưng mà rất là dễ thương. Bố về cái này lâu không? Mày lên đi thích chọc sọc, mày lên chút xíu cho tao thử cái video coi sao. Ok con, mày lên đi, mày lên chút xíu rồi mày xuống. Trời. Tháng sau con người bố đi Hà Giang. Hà Giang đẹp lắm, Hà Giang nghĩa là có hoa tam giác lắm. Ê Nhàn, gửi yêu cầu nè mày. Thử micro xong rồi tao xuống thôi. Nhàn à, anh biết rồi, nhưng mà anh đang ngồi, mày mời gửi yêu cầu đi, anh mời mày lên chút xíu coi. Nhàn. Rồi. Rồi các bạn. Cái gì? Ôi, đang đi hành án à? Ờ, nghe rõ không? Nghe rõ. Nghe không được rõ. Đây. Lan. Chưa, anh chưa có đi. Nhưng mà bữa nay là có một thằng cháu, nó mời anh đi ăn cháo đồng ở quần Gò Vấp. Cái đường này ở dưới, cái đường này hình như ở dưới Bình Dương phải không? Ờ, đúng rồi. Ai đâu có nói đâu. Nhưng cái điều hôm nay á, tại đây nói chuyện với anh Nhàn, nhà này là cựu chiến binh biên phòng. Vâng, cho chú. Anh cháu lâu hỏi à? Vâng, cháu hôm nay mời chú Cái được rồi. Anh gì nói? Sao có cái món kia? Có cái món này không ơi? Ôi, này, người này. Tao với mày lên nó bỏ vô nó ngâm còn được mà. 200 lít rượu mình nghĩ coi mà. Rồi. Anh có cái này không? Chú đang ở đâu nhỉ? Cái này là chú đang ở đặc biệt. Ôi, vâng, nó đang chơi anh này. Lên mày đâu, tụi mày chưa lên mà đã sai mẹ rồi, sai rồi đúng không? À, vậy đang ở Bình Dương à? Vâng, giờ đang ở trong ở thành phố Hồ Chí Minh ở Gò Vấp thôi. Rồi rồi, khi nào lên đây bàn trước nha, lên chơi nha, mày đưa nó ngồi anh, mày đưa nó nói bảo nói anh cầm lên đó, nghe rõ nghe tốt mà. Ui, nhiều đỏ lưng rồi đây, à, khách mời nhiều đỏ lưng rồi đây. Rồi, thôi được rồi, ok em. Rồi. Giờ làm tiếng đó rồi mình đi. Thôi, chú về nhà. Mày có thấy không? Chú con đưa chú về nhà.